2, 3. Giao thừa thì Quyên thường xem pháo hoa và sau đó nghe chủ tịch hút thuốc Tết. Món ăn Quyên thích nhất trong Tết là món lạp sườn mà do ba của Quyên làm. Lúc dọn dẹp nhà cửa thì Quyên thích nhất là trang trí cây đào. Bây giờ lớn rồi Quyên không được lì xì nữa mà Tết Quyên sẽ đi lì xì các em nhỏ và đi lì xì ông bà. Hồi nhỏ Quyên nhớ năm Quyên được lì xì nhiều nhất là được khoảng hơn 200.000. Giao thừa thì Quyên thích được ở cạnh ba mẹ và ông bà nhất. Muốn được ở trong gia đình của mình nó ấm áp hơn và cho thật là tình cảm. Ngày mùng 1 Tết Quyên sẽ lựa chọn bộ đồ đẹp nhất mà Quyên mới mua nhất để đi chúc Tết ông bà. Quyên thích được về nhà sớm vì là mẹ Quyên bán hàng nên là Tết thì sẽ rất là bán rất là đông, nên là Quyên phải trông hàng giúp mẹ và đếm tiền giúp mẹ. Tết xong Quyên thích đi ở những cái lễ hội chơi, ví dụ như là đi xem phong còn, hoặc là Quyên cũng thích đi vãn cảnh chùa. Cái không khí rất là vui và Quyên nghĩ rằng đây là một trong những cái để Quyên nhớ về quê hương cũng như là nét đặc trưng của dân tộc Tày. Từ từ đã nhá. Năm mới năm me, chúc nhau mạnh khỏe, có đồng tiền lẻ, cho nhau nhiều nhiều.